Em bé Tiểu Màn Thầu Hà Giang sau 4 năm trở thành thiếu nữ xinh đẹp gây thương nhớ. Còn nhớ năm 2019, hình ảnh cô bé Hà Giang chừng 7 đến 8 tuổi đứng bán vòng hoa tự Tết ở dốc Thẩm Mã khiến dân mạng không khỏi thương nhớ. Nét đẹp đơn thuần, hồn nhiên, pha trộn cùng cảnh sắc núi non Tây Bắc dường như đã trở thành một nét đẹp đặc sắc của vùng đất cực Bắc của Tổ quốc Việt Nam. Có thể nói, vẻ đẹp của những em bé ở Hà Giang luôn có điều gì đó mới lạ thu hút. Chính vì thế mà thi thoảng dân tình lại truyền tay nhau những bức ảnh của các cô bé, cậu bé vô cùng dễ thương ở cực Bắc Việt Nam. Trong số đó, bé gái được mệnh danh là Tiểu Màn Thầu Hà Giang luôn khiến mọi người phải suýt xoa trước nét hồn nhiên ngây thơ của mình. Sau gần 4 năm gây sốt, giờ đây cô bé năm nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp dạng người, gây thương nhớ cho biết bao người. Cụ thể, nhiếp ảnh gia Phạm Xuân Quý đã đến Hà Giang để chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của các em bé vùng cao. Nổi bật trong số đó là vẻ đẹp trong veo như thần tiên tỷ tỷ của bé Tiểu Màn Thầu. Cô bé khiến dân tình mê mẩn vì nụ cười tỏa nắng năm nào giờ đây đã lớn phồng phao, có nhiều đường nét khác biệt trên gương mặt. Tuy nhiên, dù có chút thay đổi thì nhan sắc cô bé vẫn rất ấn tượng, khiến ai nhìn cũng phải thu hút, muốn ngắm nhìn mãi. Cô bé sở hữu gương mặt đầy đặn phúc hậu, mái tóc đen dài cùng làn da trắng hồng đã khiến ai cũng phải suýt xoa khen ngợi. Dù diện bộ trang phục vô cùng giản dị, nhưng vẻ đẹp của cô bé vẫn chẳng thể bị dìm xuống. Đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ của em bé Hà Giang này dường như đã làm cả núi rừng bừng sáng. Có thể nói em bé Tiểu Màn Thầu năm nào giờ đây đã dậy thì hết sức thành công. Trong tương lai, chắc chắn rằng cô bé sẽ ngày càng xinh đẹp rạng rỡ hơn nữa. Ngay sau khi được chia sẻ, những hình ảnh mới nhất của cô bé Tiểu Màn Thầu Hà Giang đã khiến dân tình không tiếc lời khen ngợi. Mọi người đều cho rằng càng lớn thì em bé này càng xinh đẹp nhưng vẫn không mất đi vẻ hồn nhiên ngây thơ. Thậm chí nhiều người còn trêu đùa rằng lên Hà Giang chỉ để được chụp hình cùng cô bé rồi đi về. Quả thật với nhan sắc này thì ai cũng chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi. Trước đó vào năm 2019, chàng nhiếp ảnh gia Đỗ Hữu Linh đã từng chia sẻ những bức hình của cô bé Tiểu Màn Thầu ở Hà Giang và nhận được sự quan tâm của nhiều người. Lúc ấy, cô bé mới chỉ chừng 7 đến 8 tuổi và đứng bán vòng hoa ở dốc Thẩm Mã. Chỉ cần có người đưa máy ảnh lên chụp là bé gái lại cười rất tươi, ánh mắt hồn nhiên khiến ai cũng muốn cưng chiều. Thời điểm này, cô bé đã rất nổi tiếng khi được nhiều vị khách đến Hà Giang quan tâm, dành cho nhiều lời khen ngợi. Ngoài cô bé Tiểu Màn Thầu thì nhiếp ảnh gia Phạm Xuân Quý cũng đã chụp rất nhiều ảnh với các em bé vùng cao. Trong số đó, dân tình cũng từng rất quan tâm đến một bé gái Hà Giang có vẻ ngoài mộc mạc nhưng xinh đẹp vô cùng. Theo những bức ảnh được nhiếp ảnh gia chia sẻ, bé gái khoảng 13 đến 14 tuổi, có mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn, làn da trắng ngần, đôi môi trúng chín như nụ hoa. Ngay sau khi chia sẻ, hình ảnh bé gái vùng cao với vẻ đẹp khác lạ đã khiến dân tình phát sốt. Những em bé ở Hà Giang tuy có cuộc sống khó khăn nhưng vẫn luôn nở nụ cười rất hồn nhiên vô tư. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng các em đã phải phụ giúp bố mẹ trông em, thậm chí tự mình đi kiếm tiền. Dù vậy, trong ánh mắt của các em vẫn chất chứa sự bình yên và hạnh phúc. Mong rằng các em sẽ cố gắng học tập, vươn lên để mai này sẽ gặt hái được nhiều thành công, trở về giúp quê hương ngày càng tươi đẹp hơn. Hà Giang là một tỉnh thuộc miền núi phía Bắc nước ta. Nơi đây không chỉ thu hút khách du lịch bởi phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà còn gây ấn tượng với bề dày văn hóa của nhiều dân tộc thiểu số khác nhau. Những năm gần đây, du lịch phát triển khiến cuộc sống của nhiều người dân bản địa có nhiều thay đổi. Hy vọng sự phát triển du lịch của Hà Giang trong tương lai vẫn có thể gắn liền với việc bảo vệ thiên nhiên và văn hóa đặc trưng vùng miền thay vì bị biến tướng như các vùng đất như Sapa, Đà Lạt ngày nay. Hy vọng rằng cùng với sự phát triển của đất nước, cuộc sống của những em bé vùng cao sẽ ngày càng đủ đầy và hạnh phúc hơn.